Chào bà con, đây là cây bình minh trước cái tiệm bán trái cây ở thành phố Bảy Sao. Thì nơi đây thì cũng của người Việt họ đầu tư, coi như xoài ở đây coi như giờ hai đồng một ký. Còn ở trong cái thùng này nè, cái thùng này ai muốn mua thùng thì người ta bán nguyên thùng. Rồi cái ai muốn rẻ hơn á, mà cái xoài nó bị trục chặt chút xíu này thì người ta bán coi 8 đồng một thùng, tùy theo. Có nhiều cỡ chỗ thì bán 10 đồng một thùng, nhưng mà cái xoài nhiều. Thì cái loại xoài tượng như thế này mình mua về mình ăn thì nó được nhiều nhiều cái cùi hơn. Còn cái xoài của bên Thái nó ngọt, nhưng mà nó không được nhiều thịt bằng cái xoài tượng. Thì nói chung thì tùy theo mỗi người thích. Nếu mà thích cái xoài tượng thì nhiều thịt thì mua xoài tượng. Còn thích ngọt nhiều thì mua cái của Thái, nó ngọt nhiều hơn. Thì đám cái cùi này thì người ta liệu mấy cái rau nào mà nó bị trục trặc kỹ thuật này, nó hơi hư gì đó thì người ta bán rẻ. Đó, giờ bắt đầu mình đi vòng vòng lên trên này, thì chợ phía trên này thì bắt đầu hàng quán nó thưa thớt nhiều rồi. Thì nơi đây thì người ta bán mấy cái không phải đồ ăn nữa, nhưng mà thì bắt đầu số người đi lên trên này nó ít đi. Hồi xưa thì cái đám đường này nó chạy thông thương với nhau, đi hai chiều. Nhưng mà bây giờ người ta cái đây khoảng chừng 10 năm người ta ngắt ra, người ta không cho thông thương hai chiều nữa, mà ta đi cho làm một chiều thôi, đây cái bảng hiệu đây có này, Saigon Place bà con. Saigon Place ở đây thì có cái tượng là tù nhân của người Việt Việt Nam 001. Thì cái tượng người tượng trưng thôi, tượng trưng cho cái tại sao người Việt có mặt ở tại đất nước Úc bà con. Còn cái ghe đầu tiên nó sẽ tới ở ở Darwin bà con, tới Darwin thì nó nằm ở tiểu bang Queensland. Ở Darwin từ đó thì cái ghe tàu đó nó bây giờ là cái ghe thuyền đó bây giờ người ta vẫn còn giữ nó để người ta làm cái kỷ niệm cũng như cái bằng chứng để vô cho vị bảo tàng, lý do tại sao người Việt có mặt ở tại Úc. Và mình cũng thuộc lại trong số người đi vượt biên, thì mình biết cái cuộc vượt biên đó là khó khăn cực khổ như thế nào. Nhưng mà rất là cảm ơn ông trời đã ban cho đi thành công. Còn nhiều người đi cũng đi vượt biên nhưng mà không có thành công được. Rồi một số người khi mà sang bên vượt biên thành công rồi, nhưng mà sang bên trại là bị bệnh, rồi bị khi mà đi ra ngoài biển tắm này kia bị chết đuối này kia, rồi rất là nhiều nguyên do rất là đau khổ cho những người mà đang ở Việt Nam chờ mong con cái cha mẹ khi vượt biên thành công. Nhưng mà rất tiếc là khi mà lên tới đảo rồi thì bắt đầu bị tai nạn, rồi bị mất. Coi như vậy, khi mà mình về Việt Nam thì mình thấy rất là thương cho những người mà đi vượt biên giống như mình nhưng mà không thành công được. Ê, cuộc sống của người Việt là ở thành phố Bảy Sao. Thì ở nơi đây thì chị ở phía trên này thì nó cũng số người cũng đi mua sắm cũng rất là đông, nhưng mà nó không có đông bằng ở dưới. Để ở dưới thì nó người ta đi mua về đồ thực phẩm Á Châu nhiều, còn lên trên này thì có ngân hàng, rồi có bánh mì,
bánh mì dưới kia cũng có, nhưng mà trên này thì cũng có, nhưng mà nó vắng hơn ở dưới. Rồi cái trạm xe bus này là nó đi, nó sẽ đón ở các trạm xe lửa rồi sẽ chạy vòng vòng ở trong thành các khu vực của dân chúng ở, rồi ai tới đâu thì người ta sẽ đi theo tuyến đường của xe bus đó để mà đi. Cái thành phố bên sau này hồi xưa nó không cho người ta xây cất cao mà từ 3 tầng trở lên, nhưng mà hiện nay cái chiều hướng coi như càng ngày càng dồn dân vô á, để đỡ chi phí coi như xây dựng này kia, bắt đầu người ta dồn dân vô để càng ngày càng đông, thì nó cái căn mà căn chung cư nó được phép xây cao tới 10 tầng hơn. Ok, coi như phần bên ta bên phải, bây giờ mình sang bên tay trái, bên bên tay trái, bây mình sang bên tay phải cho bà con thấy cái cuộc sống ở đây như thế nào ha. Thì đó, đây là cái đường crossing nè. Khi nào mà xin nào mà xe cộ tới đây em thấy người đi băng qua như vậy phải nhường cho người ta nha. Nếu mà không nhường mà tông cho người ta thì chỉ có chết tới chết thôi. Coi như nó phạt cho, coi như rồi bắt đi tù này kia nữa. Vì cái đường này dành riêng cho người đi bộ. Đó, cái rô sinh thì nó kẻ cái làn đường như vậy. Ở Việt Nam cũng có, nhưng mà Việt Nam không có tuân theo pháp luật, thì nó cũng rất là kẹt. Bên này thì tương đối nó ngồi, mình nhìn thấy người ta ngồi đông người, nhưng mà thực ra thì người ta cũng ngồi uống cà phê đó. Nhiều người họ ngồi tới cả mấy tiếng đồng hồ á. Thì là nhiều khi mình thấy đông như vậy mà thực ra số tiền vô trong cái tay người chủ không được bao nhiêu, tại vì người uống cà phê họ ngồi quá lâu, thì những người uống cà phê này coi như rảnh rỗi thì giờ đó người ta ngồi lâu, còn những người trẻ thì nhiều khi họ mua takeaway food to go này hay gì đó, thì coi hay coffee to go hay gì thì coi như đã này đã chạy chút xíu nè, thì người ta có thể mang đi. Mình đây rồi bắt đầu mình được càng xuống dưới này thì bắt đầu nó càng đông nhiều bà con, càng xuống dưới này nó càng đông, cho nên này thì coi như tập trung về thực phẩm Á Châu nhiều, thì mấy tiệm thịt tiệm cá nó cũng tập trung ở phần dưới này. Đây cũng cà phạt này, mà cái cà phạt này nó còn nhỏ quá. Hồi trước thì thoải mái, nhưng mà bây giờ cà phạt này quá nhỏ so với số người càng ngày càng là nhiều ở bên này. Thì người ta vừa sinh sôi nảy nở rồi với một số bảo lãnh từ Việt Nam qua, thì cái số người càng ngày càng đông mà con. Cái cà phạt này bây giờ thì quá nhỏ. Còn phía cái cà phạt ở phía bên kia tôi phải đó là tầng gì đó thì trên cái đó nó cho đậu được 4 tiếng. Rồi, nhưng mà nó không có thông thương với bên này thì nó gây coi như cũng rất là kẹt cho những người mà đi mua sắm đồ bên này. Thì bánh mì đó bà con, người ta xếp hàng đi đông quá chừng nè, để chờ mua bánh mì kẹp á. Thì cái bánh mì kẹp này bây giờ hiện tại giờ không có riêng gì Việt Nam bán cho Việt Nam nữa, mà cái từ Tây thì nó cũng thích tới nó mua, tại vì nó rẻ, rồi có rau có này kia nó ăn, từ Tây thì nó thích rau. Còn cái này sóc cá đâu con, sóc cá bên này thì coi như đồ bên này thì cũng một số cũng mang từ bên Việt Nam qua, chẳng hạn như tôm rồi cá ba sa. Hồi trước mình đi làm takeaway á, cái tiệm fast food á, thì mình cũng mua cá ba sa ở nơi này, ở Việt Nam mang qua, thì người ta phi lê hết trơn trọi, là mình chỉ việc mình bỏ vô mình chiên hay mình nướng tùy theo khách hàng họ muốn. Ở đây cũng có một số quán ăn nhỏ thôi,
Tại vì cái ở đây nó mà mực nó lớn thì rất là khó mắc tiền lắm. Cái có như nhỏ nhỏ vậy thì nó giá nó vừa phải. Rồi vịt quay, heo quay, có đủ món ăn chơi hết à. Thì hiện tại bây giờ người ta làm nhỏ thôi. Thì làm lớn quá nó tốn tiền thuê nhiều lắm. Tại là nhiều khi người ta thuê một chỗ rồi cái bắt đầu người ta cho những người khác thuê thì bán những mặt hàng khác để chi bớt tiền thuê. Ở đây người ta cũng bán hoa, có một số hoa cũng đẹp quá trình đây, nhưng mà người ta bán lẻ ngoài này thôi, còn nếu mà cho mình vô tiệm hoa đó thì tha hồ nhiều. Này cũng tiệm cá, tiệm tôm, đồ biển mà con, cái đồ biển rồi cà phê. Ok, mình băng qua đường nha bà con. Thì nên đây nó khi mình băng qua đường vậy, trước khi mà nó báo cho mình đi băng qua nó gây ra tiếng động mà. Để cho mình biết, nhiều người sơ ý là khi mà nghe tiếng động thì bắt đầu người ta để ý tới, để băng qua, nhiều khi lỡ dịp. Ok, rồi đó là phần phía trên kia, nó là một cái đám khu người Việt ha. Ở dưới này cũng khu người Việt tiếp, hàng quán của người Việt. Thì đến này thì nó gần ca phạc lầu ở dưới này. Đấy thì nó cũng nhiều người muốn làm biếng đi lên trên kia đó, thì có thể đi ở khu dưới này, có mất công xách đồ. Nhưng mà nói chung thì mình mua gạo hay gì đó thì những nhân viên họ có thể mang tới. Wow, hoa đẹp quá bà con. Cái này hoa gì là lạ, đẹp ghê á. Mẹ đẹp quá chừng. Ồ, hoa phong lan. Cái này hoa phong lan rồi bác. Ồ, tách đẹp quá chừng đi. Này, cái này cũng vậy nè, đẹp quá. Bác nhà bác trồng hay sao vậy? Nhà trồng á, đẹp quá ha. Cái cây này không có để giá. Cây lớn là 220. Ồ, vậy đó, 220 bà con. Cây lớn đẹp quá chừng. Hay quá ha. Có làm coi như giống như con gì nè, quá trời hay. Dạ yeah. Tùy theo cái cây loại lớn loại nhỏ nó cho biết giá thì bao nhiêu. Ủa, bác trồng chu su được sớm quá hả? Dạ bắt đầu có. Dạ dạ, nóng này. Dạ. Năm nay không có nóng, năm nay lại lạnh. Cảm ơn bác ha. Thì mà này bày trồng ở nhà là mang ra bày bán thì cũng được quá chừng đi. Thì đó là cuộc sống sinh hoạt của người Việt ở nơi đây đó bà con. Thì cái trước mặt mình về đây nè, cái tiệm này của tiệm người Lê Băng. Người Lê Băng họ bán trái cây cũng như bán cái loại bánh bánh mì của họ đó. Nó lại dẹp dẹp để khi mà mình cuốn bỏ thịt vô trong được cuốn, xong bắt đầu nó ăn cái tụi Lebanese nó thích cái loại bánh đó. Người Việt Nam thì thích cái loại bánh mì của Pháp. Rồi bắt đầu mình tới gần cái khu chỗ đậu xe rồi. Thì trước mặt mình là cái lô tô ngày hôm qua không ai trúng hết. Hôm qua 50 triệu không ai trúng hết. Để coi thử coi. Wow, dễ sợ bà con ơi, lên tới 100 triệu nè, khủng khiếp thôi, lên gấp đôi. Đó là cái trừ chi phí hết trơn trọi đấy á. Dễ sợ thì thôi chứ. Cái này ai may mắn thì sẽ được. Wow, quá chỉ đã 100 triệu chắc cái này. Chắc cái này mình cũng phải tốn một ít tiền cho nó rồi, không biết số phận thế nào. Nhưng mà kể nó cứ thử thời vận coi sao. Đây đây khu thực phẩm Á Châu.
từ Má Châu trong này. Đám này cái tòa building này nè là của mấy ông bác sĩ người Việt, họ hùng với nhau họ bắt đầu xây lên. Rồi bắt đầu ở trên là nhà hàng cho thuê đám cưới, rồi ở dưới cho thuê, dưới này cũng tiệm cá, tiệm thịt. Rồi, tiệm cá, tiệm thịt là đây, rồi cái đây mình đậu xe đám này đây, cái này coi như 1, 2, 3, 4 tầng lầu bà con. 1, 2, 3, 4 đúng rồi, 4 tầng lầu. Thì đến đây nó cho đậu được 4 tiếng. Coi người nào đậu quá 4 tiếng mà cái tụi đi đi từ Castle á, tụi hội đồng thành phố mà đi nó đi kiểm tra đó. Trước khi nó đi coi như kiểm tra như vậy á thì nó đi nó gạch các bánh xe. Rồi sau đó nó khoảng 4 tiếng đồng hồ sau nó trở lại mà thấy cái xe vẫn còn ở đó đó, bắt đầu nó phạt. Tại nhiều khi mình làm ăn ở đây á muốn không bị phạt á thì mình phải ra mình coi cái xe của mình coi nó có bị gạch phấn không. Nếu mà gạch phấn thì phải lo mà xóa đi, không có thể mình di chuyển xe để nó khỏi phạt. Okay, rồi giờ tới xe của mình, nhưng mà mình vẫn còn tiếp tục chờ bà xã. Thì giờ mình chỉ để đồ ở đây thôi rồi bắt đầu mình đi tiếp. Rồi tạm thời mình ngưng máy nha bà con, bye bye nha.